đến chợ Diễn Giả hiện tại hôm nay hướng dẫn viên thì sẽ dẫn Tiến Cương đến chợ này. Chợ gì đây? Chợ Orosei. Orosei. Bắt kịp ở đây là mình bán gì? Đây là chợ đầu mối anh. Chợ chỉ chuyên bán sỉ, không bán lẻ. Nhưng những mặt hàng gì? Quần áo cũng có, giày dép cũng có, rồi mỹ phẩm. Đúng rồi, mỹ phẩm. Dụng gia đình hả? Dạ. Thấy con bán ống nước nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ở tầng dưới là bán vật dụng. Nói chung là đủ thứ trên trời đất á. Giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong xem thử chợ bên Campuchia như thế nào nhé. Đây có thứ gì thấy, có chiếc xe tốt tốt dễ thương nhỏ xíu, nó giống như xe lam ngày xưa Việt Nam mình á, mà cái bánh thì nhỏ hơn. Không có một chiếc xe lôi, chiếc xe lôi giống như của Việt Nam mình ngày xưa đó, có thể chở khách và cũng có thể chở hàng. Rồi chúng ta đi vào bên trong. Đây chiếc xe tốt tốt dễ thương. Còn có hai người ngồi sau đây, cái tay lái giống y như là xe lam vậy đó. Cái con lía này á, con là gì? Con gì chị? Con lía. À, con lía hả? Người ta để ngoài nắng vậy đó, là tự nó chín, người ta bán luôn chứ người ta không cần luộc. Đúng rồi, không cần luộc. À. Hay ha. À. Con lía. Nó giờ dạng giống như con nghêu của mình vậy á, mà giống nghêu mà nhỏ nhưng mà kêu bằng con lía. Mà không cần luộc. Đúng rồi, đặc biệt là chỉ phơi ngoài nắng vậy đó. Dạ. Chín hay ha. Rồi vào bên trong thôi. Tầng trên, còn tầng dưới đây mấy cái đồ này nó bình thường. Mỹ phẩm nè, mấy cái đồ dụng, mấy cái ngon, nước, đồ bình thủy nè. Khá giống với Việt Nam mình ha. Em thấy khác là có cái khu quán già. Tại Việt Nam mình không có thầy già hết. Theo lời của hướng dẫn viên thì đây chỉ có điều đặc biệt đó chính là có một khu chợ bán vàng giả hả? Đúng rồi, vàng giả. Ở trên lầu hả? Ở trên lầu anh. Ở đây bán đồ ăn nè, bán ấm điện, đồ cơm điện, đồ trang sức. Bây giờ lên lầu luôn hả? Bây giờ sẽ lên lầu xem trên đó có gì đặc biệt để chúng ta cần khám phá nha. Ở bên này nó thì lộn lạc rồi. Dạ, ăn đập ra dĩa vậy đó. Con chuối sống. Dạ, lộn hả con? Ốc mà. Dạ. Tỏi làm rất ngon nha. Dạ. Chuối sống. Đúng rồi. Chuối sống rồi. À, chuối sống. Chuối sống. Lộn ha. Đây là vàng quá trời. Đây nè. Vàng này vàng thiệt hả? Vàng giả anh. Ủa có mua nghe về đây đám cưới không? Dạ không anh. Có dây chuyền nè, có lắc nè, có bạch tai, có nhẫn nè. Quá xí mê ăn trà quất dài bộ thôi, cũng thử. Xí mê hả nè. Quá này về đeo nhìn đâu biết ha. Học tròn nữa nè. Quá trời. Này đẹp kẹp tóc hay gì nữa? Sáng với giờ luôn này đẹp. Này chắc kẹp tóc quá. Kẹp tóc còn vàng luôn. Mấy cái này là gì hả? Bông tai. Bông tai đó. Cái này cài áo. Chiếc chiếc chiếc. Hay đi đám cưới người ta đeo mấy cái này. Ừ. Cái chuyện vòng cổ. Qua trời luôn. Bà chủ nhỏ xíu tuổi luôn. Lính. Đặc trưng của chợ gì quên. Orsay là vàng giả nha quý vị. Cái cương được chứng kiến là quá trời vàng luôn. Như vậy là chắc phải sắm bộ về đi đám cưới quá, hoặc là để đi đóng phim cho là thấy mình rất là giàu. Ê, cái đồng hồ luôn hả? Ngoài đồng hồ nhiều luôn. Như nào lão bàn? Đó, lắc dây quá trời. Vàng quá trời vàng luôn. Vàng cái sạc này. Vàng mà chắc vàng xi măng mà chắc khùng không. Để dưới đất luôn. Trời ơi. Thiên đường vàng giả. Đây bộ xi măng này mới giữ vàng. Giữ vàng luôn á. Đeo vô. Đeo luôn. Đeo đây luôn. Sau lưng anh là tóc giả kìa. À, tóc giả. Mua bộ gì đội đi anh. Quá trời nguyên thiên đường vàng luôn quý vị. Nhìn gì sao biết vàng giả trời, sao đẹp dữ nha. Đẹp quá trời. Xe vàng thiệt luôn á. Khó không vậy? Dạ, con mới biết nặng nhẹ thôi chứ còn nhìn.
cũng nặng lắm đó. Nặng nhẹ đâu. Trời ơi, đẹp thiệt luôn á. Nặng nặng. Nặng. Quá đẹp. Thì Danh Cương đây là chợ Putapung. Putapung. Là chợ gì? Chợ chuyên bán phụ tùng xe Honda. Ôi. À, đúng nha, chợ thích của Tiết Cương. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên chợ Tút Tú Bung coi trong đây có gì nha. Ôi vô, thấy có buồn xe nè. Bô này bô quay nè. Đó, máy. Mấy cái máy này là máy của Rim 125 rồi ha. Rim lùng rồi. Máy móc quá trời, nguyên cục máy không có gì ơi. Nhìn không biết xe gì luôn. Đó, giò đạp xe quay thuộc bô bô gì vậy? Bô Honda 2543 bô này quá trời lô luôn. Máy nguyên cục máy thôi này, thấy máy này FI nè, đèn xi nhan đây, đây như là mê hồng trận luôn quý vị ơi. Cặp bánh ở cái cuộc xe gì bự khổng lồ luôn. Ba ga xe là ba ga Charlie chẳng ba bầu cúp chặt te không gió ao đâu mà cu kia rồi nguyên cái sườn của xe cúp luôn nè, cái gì cúp cúp là của mà để quá trời luôn. Yên xe của Sen Lào quá trời, yên chú hậu ba ga co xăng bình xăng con má đùm thẳng đây luôn, quá trời mỏng có sầu riêng luôn như dạng đầu của MD. Hello quá trời, một con em mà đê qua đây ba ga luôn. Anh ấy kết bay lô cốt quá trời, tay thắng nguyên sườn xe cúp rã ra mâm. Nó cái này vô đây phải có thời gian để nghiên cứu. Yeah. Có sườn của CD quá trời, CD đây là kính chiếu hậu của cúp gấp ở ba quá trời. Vô đây là coi như là cần số quá trời, chất cương vô đây là ngọt luôn quý vị ơi. Đây chỉ giới thiệu sơ qua thôi chứ à, đèn xi nhan của cúp quá trời. Đó, có bánh xe bò nữa nè. Đó. Nguyên cục máy, nguyên cục máy luôn. Này co bình xăng con trên trời dưới đất không có gì biết gì luôn. Đây tháo bugi yên xe, yên xe này không biết xe gì luôn. Chào lại chào anh chàng này. Quá trời máy móc biến dạng quá, cái cương như đây là coi như là mê mẩn luôn quý vị. Máy này quá trời, cục máy xe đã ra ba ga xe mà đi quá trời. Hơi kia mùi gì? Việt Nam qua tham quan. Mùi gì? Đó. Nhúng bánh xe. Ồ đây. Trên trời dưới đất cái gì cũng có. Quá trời nhiều luôn. Quá trời luôn, không biết cái gì. Anh buôn man ấy. Buôn mơ. Buôn mơ. Đến thì đâu biết tính sao. Cái này là tổng cộng là 10 đô. 40 ngàn là 10 đô. Cái này như là 10 đô đúng không? 10 đô. 10 đô tương là 240 ngàn tiền Việt. 240 ngàn gì thì tính ra riêng là bao nhiêu?
không biết cái gì ơi, không có tính tiền riêng. 40.000 tiền riêng. 1, 2, 3, 4. Nhưng thời kia của tôi biết đang nhà mặt đeo rồi. Bạn nói gì vậy? Không có lấy cái đuôi. Thì nếu 10 đô là cái đuôi là thêm 1.000 mấy, 41 mấy nè. Cái cương chiếc này là vô trúng mánh cái gì mua được 4 cái ruột này à. Mời lắm. Trong dàn xe của cái cương mời lắm cái gì ơi. Rồi trúng mánh rồi, chụp hình luôn đi. Đó, bà biểu diễn mà mở ra nè. Đó. Mở ra. Kìa, chăm hết ta thiệt to rồi, xanh thịt. Nó mới xì, xì bà mới xếp lại được. Đây là bán mấy đồ điện quá trời đầm. Đó, IC dích lửa cái gì trên trời đất quá trời luôn. Này ta thắng. Đủ thứ xe anh vô tay tới cương à, coi như là bó tay rồi. Đó, ba ga nè. Mà chủ yếu bên gian hàng là đồ cúp nha quý vị. Đến một cửa hàng bán dầu Nha Đam quá trời thưởng. Nha Đam bự bự không? Con củ này củ gì thưởng? Con này không phải chiếc chanh đâu nha. Chanh. Mà vô cái mùi, vô cái chỗ bán dầu mùi ghen mùi rút bắt luôn. Như mình chợ đây Nha Đam quá trời luôn. Nha Đam đây cũng làm thuốc nó thưởng rồi. Dạ. Đó, quá trời. Nấm mèo hả? Nấm nè. Con môi nè. Ừ, có con môi cũng ba thưởng ngâm củ uống nữa. Trái này trái gì anh? Cái này giống cái đậu rộng của mình nữa mà không biết trái gì nữa. Nhưng mà trái này không phải trái chanh hả? Nó là chanh anh nhưng mà chanh người ta dùng để người ta xông á. Nè nè nè, người ta cắt chanh ra chanh để làm chanh thuốc. Ở đây người ta xông khác mềm mình lắm nha, mềm lắm. Mấy cái vịt xông của người ta là mấy cái vị nó khác bên mình dữ lắm. Còn chanh có cái này là gừng. Thơm lắm nha, mình cầm cái vỏ ra là thơm rồi đó. Nói chung là cái phong cách ở đây rất là kiểu của người Hoa quý vị. Đây giống như một tiệm thuốc bắc đó. Nhưng mà của người Cam. Thơm dữ lắm. Thằng em nói cho chị mua về chị xong lắm. Dạ. Dầu mấy tiết men. Được Thi Thi tặng một lóc về tặng bà con quê hương. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dầu Thái thôi. Đã đến gian hàng bán khô đó. Ở bên Cam khô nhiều quý vị ơi, tại vì đây có biển hồ rất lớn. Đây khô gì đây Thi? Khô tràng anh. Khô cá tràng. Khô tràng nhỏ xíu, cái này chiên ăn luôn xương luôn nó ngon. Cái này cá sặc hả? Cá sặc. Sặc bự khổng lồ. Cá sủ đặc sản Campuchia. Cá sủ. Cá sủ. Dạ. Chưa ăn bao giờ. Đúng rồi, đặc sản Campuchia. Biển hồ còn cá này cái gì bự vậy? Khô lăng phồng anh. Khô lăng phồng. Khô lăng phồng. Cũng là đặc sản luôn á. Dạ. Lăng phồng canh chua ngon hơn. Khô lăng phồng canh chua đường. Này cá gì ta? Cá trê ra, giống cá trê. Khô cá kèn. Sẽ mua về làm quà. Quà của Campuchia. Đó, còn này họ bỏ một bịch gì đây, không biết gì đây luôn. Xả sau. Khô cá kèn này là 140k một ký nha quý vị. Báo giá luôn. Không, tiền ria đó. Tiền ria vậy là tính tiền Việt à, cho có 6-700. Đúng rồi, thì Việt Nam 6-700 ngàn. Kính thưa quý vị, như vậy là Tiết Cương đã về đến Xì Phố vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, khởi hành lúc 9 giờ sáng. Như vậy là đoạn đường đi là khoảng 7 tiếng rưỡi. Và hành trình đi thì Tiết Cương Hồng Thượng đã thu được chiến lợi phẩm. Tiết Cương đây, ruột xe hai lớp. Thử xung quanh được gì? Dạ, khô và dầu. Dầu gì? Đâu lấy ra cho cái diễn giả xem. À, thưa bạn vào về làm quà tặng. Và đây thưa quý vị, ở đây nữa, đây đây rồi. Hai thùng bia anh Châu để uống lấy hương vị. Chào anh Phụng. Đoàn hưởng đi công kia thấy như thế nào? Thấy rất là vui, người dân các bạn rất là hiền, dễ thương, đồ ăn rất là ngon. Đồ ăn ngon không? Dạ ngon, mà đường xá thì nó nhỏ. Hơi nhỏ phải không? Dạ. Rồi như vậy là Ngọc Hưởng có, nếu mà có cơ hội quay trở lại Campuchia thì Hưởng có đi không? Dạ đi. Trời ơi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương Ngọc Hưởng hành trình đi Campuchia. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.